volume ho jaye. Thank you.
Yeah. Anh chỉ chung chung đầu vào xuống. Hả? Anh chỉ chung đầu vào xuống. Đây á? Vâng. Thank you.
29 triệu á? Anh nhỉ? Bác nó làm à? Có làm không? Mấy hôm nào cổ mẹ mới chích ra sủa. Bán lẻ hết rồi đúng không? Bán hết rồi mà tao có cổ. Bố mẹ mới xúc cho mà sửa. Bán hết rồi còn đâu nữa mà lấy mấy chiếc cổ. Bố cả mấy lúc nó tô sửa sơn lại nó đẹp. Vâng. À? Sơn hẳn con màu hồng. Bác cái gì thích màu hồng hết nhỉ? À, rõ ràng mình thích màu hồng cho nó tươi trẻ. Cháu thấy bác các món thích màu hồng bác trở lại. Ừ. Mẹ tới đây cũng ở sang Thái mẹ chuyển giới mới sang Mỹ chuyển giới. Chưa có tiền, tao bảo làm kiếm tiền để sang Thái chuyển giới đấy. Cứ nghỉ thôi. Lớp 8. Nghỉ học á? Ừ, nghỉ thôi. Chứ đang ở với bà ấy trên kia à? Mà về ấy rồi. Cấm làm để mua xe đạp cho nó đi đạp. À, bán cho bên kia 200 nghìn địa hình chứ à? Về sửa. Con to kia đi ngon đấy. Không, con địa hình kia vẫn đạp được mà đấy. Con màu vàng kia gì? Ờ, vẫn đạp được đấy. Nó đi, vẫn đi được mà. Vâng, ngon ý mới là con ngon đấy. Mấy cái tốt mấy bánh nó hỏng mẹ rồi. Bác có con đo bánh kia hay nhỉ? Hả? Bác có con đo bánh hay là 155 trên 180 đi. không phẩy tám sáu số vòng 10 sợi dây 0.8 4 sợi dây 0.8 anh chỉnh lại ghế ngồi ngay ngắn tí. Thank you.
Rồi. Anh để nằm nó được tốt.
chuyện gì? Lại Hàn, quán đáp. Mẹ nó lại nhầm. Lại nhảy, nhéo để ý cứ ở trên thôi. Đừng nhấc chân lên nhá. Lẫm phát ở đây. Thank you.
đứng nhìn tôi nhất. Này anh đưa gì vào trong tí. Đi vào trong bàn tí. Đấy. Anh sẽ nhìn tôi nhất một khi vào. Thank you.
Chào. Bớt lên này. Cuốn hồ rồi. Cái này nó to. To. Rồi.
nghiêng đầu chưa chẳng hạn. Hơi khó nhưng mà đây. Rồi. Con ngắn quá rồi, đéo được đâu. Quay đúng cái khuôn khó lẩm. Thank you.
phát rồi. Ồ, máy phát này nó 2-3 loại dây cơ mà. Sao anh không xếp nhiều mà? Thì nó chỉ có thế thôi. Đơn giản nó chỉ có thế thôi. Là máy thằng điên. Công vẫn thế, đồng vẫn thế, tiền lấy trả được bao nhiêu? Yeah. Thank you.
Anh ngồi sát vào tí. Anh ngồi sát vào tí. Ờ, ok. Thank you.
Nhiều mô tư không? Ý là có ai mua không? Cứ để cho. Bác toàn dư 7 cân rưỡi gì? Và mấy cái ở trong cũng toàn 7 cân rưỡi gì? 7 cân rưỡi thì các bạn dư thí đoạn nó có người nhưng mà anh toàn 7 cân rưỡi gì? Hai con ba bốn con 7 cân rưỡi rồi cộng với lại hai con ban ra vào rồi vứt ở đấy thế hôm nọ anh bảo không quấn nữa thì thôi không quấn nữa thì bán luôn chắc luôn còn anh bảo là không muốn đâu cái này đấy bao tiền lại là chủ ba đấy mà bác cũng bán cả con đấy thì con đây chợ không còn bán này chắc cũng phải ơi không lấy con đấy tôi để ra này lấy làm cái gì hôm nọ bác bảo bán thân phụ thì em cũng lấy luôn bây giờ cuốn rồi lấy bán cho ai thôi rồi mai cho ra rồi đấy có nghĩa là đang dư 7,5 kẻ nào muốn mua bán mấy nhiêu tiền 7,5 ơi đi rồi bán mua tôi cũng ai mua không 7,5 giá có hơn 2 triệu một con chán thì mày lúc cái đồng
chiếu đúng không? Chiếu mẹ mất ba thì chiếu thì đã cắt lại cái nối. Hết đồng. Đấy là hết đồng. Giờ hết đi. Biển ở ấy à? Biển ở trên Văn Yên à? Yên. Này gấp chỉ có hỏng được à? Chờ lúc nó hỏng rất mạnh chả rồi. Nhưng mà chán thì ra bán cho người bây giờ khỏe hơn được một triệu, có cả quạt gió quạt tiếp đầy đủ luôn, cũng có lợi cho tôi trẻ lắm. Nhưng mà về phải làm lại chân, cái này khả năng là phải về đắp đúng ly nó mới chạy được. Cái vết là cái vết trong, cái vết ngoài đâu, cái vết trên dính răng ấy.
Ngày mai mới về cho nào. Thank you.
quay đi lại thôi. Rồi anh quay lại cơ. Anh quay lại. Thế á? Vâng. Lại sợ.
Nhanh chân lửa nó to mà mẹ lúc xào đun nó xào nó nhanh chân lửa nó to đúng không? Ừ, lửa nó to mẹ bỏ mẹ hết cả ấy đi, bỏ hết bướm gió đi, áo mẹ bỏ hẳn bướm gió đi, thì mẹ quăn lỗ ra mẹ nó cháy to cũng đôi thì mẹ lúc nào xào cũng một bên thôi, một bên thì quăn bên để không biết là lúc nào mà tốn điện thế. Bên nào hầm ấy à, tốn sang phết hả? À? Tốn ga phết chứ sao thì thế thì nó mới không bị thức ăn nó xào nó mới không chảy nước nó mới nhanh được. Cứ ví dụ như rán đậu ấy thì ta lại để ở bên cái nấc mà nó không khoan đấy, chứ còn cái mà
mẹ thích nữa cầm. Không đâu mới đâu. Cho chúng nó bắt trước cứ bốc tạm vào như thế một pha. Anh xoay đi. Anh bắt nó bên cạnh. Đây ạ. Rồi. Thank you.
đưa súng xa ra thì hết hơi rồi đúng không ạ?